Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy như những cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người dân trong các tổ liên gia nói riêng và người dân nói chung. Vừa qua, 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại thành phố Hưng Yên, buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thực hiện tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 3, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Chợ Gạo, phường An Tảo. Tình huống thực tập là đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng. Thời điểm xảy ra cháy, cửa ngoài đã khóa. Do tâm lý hoảng loạn nên chủ hộ không tìm được khóa để mở cửa và bị mắc kẹt, không thể thoát ra bên ngoài. Chủ hộ đã bấm chuông báo động của tổ liên gia. Rất nhanh chóng, các thành viên trong tổ liên gia và các hộ dân xung quanh đã biết và có mặt để hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Qua các cuộc diễn tập này thì mỗi lần là nó có một cái kinh nghiệm khác nhau để tổ liên gia rút kinh nghiệm. Và tôi cũng rất mong muốn là cái mô hình này nó sẽ được nhân rộng, nhất là trong các cái khu dân cư. Đến nay, thành phố Hưng Yên đã rà soát, xây dựng được 89 đội dân phòng và 50 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở 17 xã phường. Các tổ liên gia đều được trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ bản và được tập huấn nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn. Một số tổ liên gia đã hoàn thành xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở khu phố mình. Công an thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng cái tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy trên địa bàn toàn thành phố. Sau khi hoàn thành xây dựng các cái tổ liên gia thì chúng tôi hướng dẫn và xây dựng các cái phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tổ chức thực tập các cái phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để cho các cái hộ dân nắm được các cái kỹ năng chữa cháy và các cái kỹ năng về thoát hiểm, thoát nạn. Sau 1 giờ đồng hồ triển khai, cả 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Công tác đảm bảo an toàn cho buổi thực hành đã được đặt lên hàng đầu. Công tác chuẩn bị và triển khai các biện pháp an toàn được các đơn vị, lực lượng tuân thủ nghiêm ngặt. Do vậy, trong suốt quá trình thực hành, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và các phương tiện tham gia. Chúng tôi mong muốn là các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phát huy nữa để phấn đấu đến 30 tháng 9 này là 100% tổ liên gia trên địa bàn toàn quốc cũng như tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ cùng tham gia cái thực tập và hoàn thành cái chỉ tiêu là thực tập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc triển khai đồng loạt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 10 huyện thị thành phố nhằm phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, lan tỏa hiệu quả tích cực của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến mọi người dân. Đồng thời, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn bổ ích để người dân tự bảo vệ mình.